Hi, xin chào anh em. Chanh tiếp tục trở lại với anh em đây. Thì hôm trước Chanh cũng đã hướng dẫn anh em một cái airdrop trên nền tảng Bbrick với phần thưởng là 100.000 Bbrick rồi đúng không? Thì hôm nay nền tảng Bbrick này tiếp tục tung cho mình ra một airdrop cực khủng và đã được công bố. Và Chanh hôm nay cũng đã tranh thủ để có thể lên ngay video này để hướng dẫn cho anh em ngay và luôn đây. Thì trước khi đến với cái airdrop thứ hai của nền tảng này thì mình sẽ cùng tìm hiểu lại một chút về nền tảng Bbrick. Thì Bbrick là gì? Bbrick là một nền tảng ứng dụng tài chính tập trung trong một hệ sinh thái Bbrick, được kỳ vọng sẽ là nhà sản xuất thị trường tự động hóa đa chuỗi và chéo chuỗi AMM, nông trại cho vay, nền tảng gây quỹ LoanPass, dự đoán NFT và hơn thế nữa. Mục tiêu của Bbrick là hướng tới xây dựng một cánh cổng kết nối B-Network và các chuỗi chặng khác, hỗ trợ sự phát triển của B-Network và giới thiệu ứng dụng B với cộng đồng. Lưu ý, các kèo săn airdrop retro sẽ không chắc chắn là anh em sẽ có thể trúng thưởng. Chanh và đội ngũ sẽ chọn lọc đánh giá các kèo có tiềm năng cao và dự án chất lượng để hạn chế rủi ro ở mức tối thiểu. Và các kèo retro sẽ được lựa chọn ở dạng testnet hoặc cung cấp thanh khoản hoặc bên NFT với số vốn rất nhỏ. Và các kèo airdrop hầu như sẽ là các kèo airdrop miễn phí để giúp cho anh em có nhiều phần trăm để có thể giành được cái airdrop lần này. Các dự án được đội ngũ và Chanh chia sẻ với mục đích là cung cấp thông tin, không phải là lời khuyên đầu tư tài chính. Mỗi quyết định tham gia phải được cân nhắc kỹ và quản lý vốn phù hợp với từng anh em. Và đây là thông tin của giải thưởng airdrop lần này. Tổng phần thưởng sẽ là 3.000 NFT dành cho 3.000 người may mắn nhất và 1.000 BUSD dành cho 100 người có thể chiến thắng ở trong cái airdrop lần này. Và top 20 có số lượng tham gia nhiều nhất sẽ nhận được 20 BUSD, 80 người tham gia may mắn nhất sẽ nhận được 7,5 BUSD. Và thời gian tham gia sẽ là bắt đầu từ 48 giờ đến khi kết thúc sự kiện và tính từ ngày hôm nay. Và airdrop của chúng ta sẽ được kết thúc vào ngày 10 tháng 10 năm 2022. Link được airdrop thì Chanh sẽ để dưới phần mô tả cũng như là comment để anh em có thể tham gia ngay sau khi mà video này được phát sóng nha. Và ok, chúng ta sẽ đến với cái thao tác cũng như là cái airdrop lần này. Và ok, thì bây giờ Chanh sẽ bắt đầu thao tác cho mọi người xem đó là cái cách để chúng ta thực hiện cái airdrop siêu khủng này của nền tảng Bbrick nha mọi người nha. Và đây là đường link của chúng ta. Anh em có thể vào trang Facebook hoặc là vào cái comment cũng như là cái đường link ở dưới phần mô tả để mọi người có thể tham gia. Đây là cái đường link ở trên nền tảng Bbrick để có thể tham gia airdrop. Chúng ta join vào. Bước đầu tiên đó, và nó sẽ hiện ra cho mình đó là một cái link Dream. Và hiện tại thì cũng đã có rất nhiều anh em tham gia rồi. Và chúng ta vẫn còn 19 ngày nữa để thực hiện thành công cái airdrop này. Và đây sẽ là thời gian để có thể chúng ta để có thể công bố kết quả. Và bây giờ sẽ là cái thông tin airdrop. Chúng ta đang có tổng cộng đó là 10 nhiệm vụ. Tổng cộng là 10 nhiệm vụ và anh em sẽ phải thực hiện hoàn thành 10 nhiệm vụ này để anh em có thể hoàn tất cái airdrop nha. Và đây là những nhiệm vụ có vẻ như là so với những cái airdrop thì anh em cũng đã khá là quen rồi. Khi mà cái cách thực hiện nó cũng khá đơn giản, chúng ta sẽ làm theo yêu cầu và nhiệm vụ của cái link Dream này. Sau đó chúng ta sẽ join cái ví BEP20 của mình nha. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu join vào này. Bước đầu tiên là đăng nhập nha. Sau khi đăng nhập xong thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm nhiệm vụ đầu tiên, đó là follow nền tảng Bbrick. Follow Twitter. Đây, chúng ta bấm follow nha. Đó, đây là bước đầu tiên. Đây, chúng ta sẽ bấm follow này. Hiện lên follow cho mình luôn nha. Follow. Và sau đó chúng ta trở về, chúng ta bấm country. Đó, và bước thứ hai là retweet Twitter. Bấm vào tiếp tục. Đây, chúng ta sẽ bấm retweet này. Đây này thấy không? Bấm vào. Và sẽ qua Twitter của mình và sẽ tự động copy cái retweet này. Chúng ta sẽ bấm retweet này. Đó. Click vào. Đa số nó sẽ tự động hóa cho mọi người rồi. Sau khi retweet thì chúng ta sẽ trở về. Chúng ta bấm country ở đây. Đây, ở đây nè. Chúng ta sẽ bấm country là chúng ta đã xong được nhiệm vụ thứ hai. Tiếp theo là nhiệm vụ thứ ba, đó là tweet on Twitter. Đây. Chúng ta sẽ viết một dòng tweet. Đây. Với cái dòng tweet này chúng ta sẽ copy, chúng ta tweet. Anh em có thể copy hoặc là khi mà anh em vào thì nó sẽ tự động tweet cho mọi người. Đó, mọi người chỉ cần bấm vào, click vào đường link thôi và nó sẽ tự động hóa cho mọi người. Đây, bước thứ ba đấy. Và mình sẽ tweet một cái đoạn tweet như thế này kèm theo cái airdrop. Chúng ta sẽ bấm tweet nha. Đó là bước thứ ba. Đó, sau khi tweet xong chúng ta sẽ tiếp tục trở về với nền tảng link Dream. Đây, chúng ta sẽ bấm tiếp tục. Đó, và chúng ta đã hoàn thành được bước thứ ba rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bước thứ tư, đó là retweet thì một lần nữa nha.
hình như đã có khá nhiều bài nhưng mà chúng ta phải retweet đây. Tiếp tục là retweet này, vẫn như là cái nhiệm vụ thứ hai đó mọi người, nó tương tự như cái nhiệm vụ thứ hai là retweet và tweet. Đây tôi tiếp tục ra bấm retweet này, click vào chúng ta sẽ trở về, chúng ta bấm tiếp tục và chúng ta đã hoàn thành được nhiệm vụ thứ tư rồi. Nhiệm vụ thứ năm là chúng ta sẽ join vào nền tảng Telegram Bitfix Channel, click vào nhiệm vụ thứ năm đó, open in web này, chúng ta mở lên đó, sau đó chúng ta sẽ join channel ở đây, join vào, sau đó chúng ta sẽ trở về và chúng ta sẽ bấm country. Đó là xong nhiệm vụ thứ năm. Nhiệm vụ thứ sáu là cho anh tiếp tục một cái nền tảng nữa, đó là Telegram, nhưng mà đây là một cái nhóm khác, Bitrix. Đây tiếp tục join vào admin web này, Bitrix Global. Cái này thì Chanh cũng đã join vào rồi, vừa hổm mình làm cái airdrop á, mình cũng đã join vào rồi đó. Bây giờ nếu mà chúng ta join rồi, chúng ta sẽ bấm country. Và tiếp theo chúng ta sẽ làm đến cho mình đó là cái nhiệm vụ thứ bảy, đó là trả lời câu hỏi của nền tảng Bitrix. Và bây giờ chúng ta sẽ click vào nha. Ở đây thì nó sẽ có cho mình câu hỏi Bitrix Ideal Price, giá của Ideal hiện tại là bao nhiêu, và mình sẽ điền là 0.01 nha mọi người. Đây câu hỏi và đây là câu trả lời cho anh em nha. Ok, chúng ta sẽ click vào đó và chúng ta tiếp tục, đó là nền trôi vào thêm cái nền tảng của Facebook, đó là bitrix.org này. Chúng ta rồi tiếp tục nè, đây là nhiệm vụ tiếp theo nha, đây là nhiệm vụ thứ 8 rồi. Đây tiếp tục visit đó, chúng ta bấm thích này, chữ thích này, cái này là mình đã trôi vào rồi mọi người. Đây chúng ta sẽ xong, sau khi mà chúng ta join nền tảng rồi, thích cũng như theo dõi rồi thì nó sẽ hoàn thành nhiệm vụ này. Tại chúng ta đã hoàn thành đi tổng cộng là 8 nhiệm vụ và tiếp theo là một cái nhiệm vụ nữa. Đây, đây là nhiệm vụ tới 100 điểm nha mọi người. Visit Bitrix này, click vào, click here này. Và sau khi chúng ta qua cái web này rồi thì chúng ta có thể sẽ trở lại với cái nền tảng Bitrix để có thể hoàn thành xong nhiệm vụ nha. Và khi chúng ta vào để có thể có một cái chuyến thăm ghé vào website thì cũng đã hoàn thành nhiệm vụ để nhận được 100 điểm rồi đó mọi người. Chỉ cần ghé thăm website thôi. Và cũng như là tương tự với nhiệm vụ Facebook nè, ghé thăm cái trang Facebook đó là bitrix.org mà mình đã làm. Anh chỉ cần trôi qua cái nền tảng Facebook này và sẽ anh em thích hay là chia sẻ hay là theo dõi. Còn bên website thì các bạn chỉ vào, chỉ cần click vào để có thể ghé thăm cái nền tảng thôi, và sau đó chúng ta sẽ trở về để hoàn thành đi nhiệm vụ nha. Và sau khi hoàn thành nhiệm vụ tất cả các bước rồi thì chúng ta sẽ làm tới bước cuối cùng, đó là chúng ta sẽ add cái ví BF20 của mình vào. Cũng như mỗi lần thôi, anh sẽ copy sẵn một cái ví của mình, sau đó anh sẽ add vào. Cái này thì anh em ai cũng biết rồi, cho nên là cũng không còn lạ nữa mọi người. Cái này anh em ai cũng biết. Bây giờ mình sẽ chỉ cần add cái ví vào thôi. Đây mình sẽ copy cái ví xong mình add vào đây. Đó. Và chúng ta đã hoàn thành được tổng cộng là 10 cái yêu cầu của cái airdrop lần này, và chúng ta đã cộng được 300 điểm. Và bây giờ chúng ta chỉ cần đợi thôi mọi người. Đã có những bạn tham gia những airdrop đầu tiên tổng cộng là 8.980 này, và mình đang là tổng cộng có được 300 nè. Anh em cố gắng làm airdrop đi. Nói chung là đây sẽ là một cái airdrop có thể giúp cho anh em có nhiều cơ hội hơn để giành được giải thưởng đấy. Và như vậy là anh em đã thực hiện xong cái thao tác xong cái airdrop cực khủng này đến từ nền tảng Bitrix với 3.000 NFT cũng như là 1.000 BUSD. Chanh và đội ngũ sẽ sớm cập nhật cho ra mắt các video săn kèo tiếp theo. Anh em nhớ theo dõi kênh và không bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền miễn phí. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào khó khăn khi mà thực hiện, anh em có thể để lại comment của mình ngay bên dưới để thảo luận cùng với Chanh và đội ngũ nha. Các anh em đừng quên like, share và subscribe kênh tin tức của CryptoLeakVN để tiếp tục cập nhật những tin tức thị trường crypto mới nhất nha. Ok, bye bye mọi người.